bảng trưởng U17 Việt Nam phải lấy trọn 3 điểm. Chiều và tối ngày 25 tháng 10, bảng Y khởi tranh lượt trận thứ 2 vòng loại U17 châu Á. Bảng trưởng U17 Việt Nam mang sứ mệnh phải thắng Myanmar tại Việt Trì, Phú Thọ. Hai cặp đấu của lượt trận thứ 2 bảng Y, Kyrgyzstan, Yemen, 16 giờ. Việt Nam, Myanmar, 19 giờ. Đây là đối thủ mà thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo của U17 Việt Nam phải nuôi mục tiêu lấy trọn 3 điểm và phải ghi bàn thắng thật nhiều. Lượt trận đầu, Myanmar đã thua Yemen đến 1-6, còn U17 Việt Nam hòa Kyrgyzstan qua một trận có phần thất vọng cho bảng trưởng bảng Y vì chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội nhiều. Lối chơi chưa liền lạc, độ đột biến không cao. Qua lượt trận đầu có thể nói rằng, bảng Y có đến 3 đội tranh giành vé đi vòng chung kết U17 năm tới tại Saudi Arabia. Đó là U17 Việt Nam, Yemen và Kyrgyzstan. Chính vì thế ở cặp đấu lúc 16 giờ giữa Kyrgyzstan và Yemen được xem là trận chung kết bảng. Sau đó U17 Việt Nam gặp Yemen cũng được xem là trận chung kết bảng. Xét trên thực tế thì bảng Y khá căng, U17 Việt Nam có được lợi thế sân nhà Việt Trì. Fan hâm mộ kéo đến xem và cổ vũ thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo, song những gì bù lại U17 Việt Nam đã không làm cho fan hạnh phúc. Qua trận đầu hòa Kyrgyzstan có phần thất vọng cho trưởng bảng Y, U17 Việt Nam. Đội trẻ Việt Nam thời gian qua được thi đấu rất nhiều cũng như có chuyến tập huấn gần một tháng tại Nhật Bản chuẩn bị cho vòng loại này. Tuy nhiên ra quân trận đầu hòa Kyrgyzstan đã làm cho fan hâm mộ phần nào thất vọng. Nếu nói rằng, những lứa trẻ của bóng đá Việt Nam những năm gần đây không có những gương mặt xuất sắc thì có vẻ không ổn. U17 Việt Nam vẫn có những cá nhân xuất sắc như Việt Anh, Văn Bách, Hồng Phong, Việt Long, Hồng Quang, Đức Duy, cái chính là cách thể hiện của các em có vẻ bị gượng ép về mặt tuân thủ đấu pháp, chiến thuật do huấn luyện viên trưởng đề ra. Tuy nhiên điều cần có là lối chơi phải tiềm ẩn tính đột biến và sự tỏa sáng đúng lúc của những cá nhân. Myanmar là đội yếu nhất bảng Y, nhiệm vụ của U17 Việt Nam là phải có trọn 3 điểm.